Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Nằm trên trục đường Hào Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tín đã muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì nó có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 15m và được cái chịu nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và thân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông bắc với tràng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và với căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Khu này thì mình có khoảng 30 căn và đã xây dựng được hơn một nửa rồi và đã bán cũng đã được rất là nhiều anh chị mua về ở và sinh sống rồi. Thì bộ ba căn nhà được thiết kế na ná giống nhau thì đã bán hai căn phía bên trong rồi, còn lại một căn phía bên ngoài. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tín xin quay video để gửi đến khách hàng. Quý khách hàng đang có nhu cầu, đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ thì quý khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình. Thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế tặng kèm full nội thất. Phía trước mình có con đường rộng lên đến 12m, hai bên mình có vỉa hè cây xanh và được anh chị ở nhà lát gạch lề đường rất là đẹp với một con đường ổn định. Hai bên có vỉa hè mỗi bên 3m, lòng đường mình là 6m. Và trong khu này thì Nhà đất Hoàng Tín đang có một số căn nhà muốn giới thiệu với khách hàng. Những căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại và những căn nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút là khách hàng có thể lựa chọn cho mình những căn nhà đẹp nằm trong khu vực này, với những căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà kiến trúc Roma, tân cổ điển và hiện đại. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng 3m để mình để xe gắn máy. Di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía ngoài được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly. Di chuyển vào bên trong một chút xíu thì mình có thêm một bộ cửa cuốn với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và đây là khu vực không gian ở dưới tầng trệt căn nhà. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 60 1m2, hai bên tường mình được ốp nhựa hoa văn đá cao lên kín tường. Phía trên mình có hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và mình có thêm một cái tủ để mình để giày dép cũng như là mũ bảo hiểm ở phía bên tay phải của căn nhà. Và nếu gia đình mình có xe hơi thì mình có thể để dưới khu vực tầng trệt này. Phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng. Còn gia đình mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt. Mình làm phòng khách rất là rộng rãi và cũng được các chị sắm sẵn cho mình có một bộ bàn ghế sofa bên trong. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực cầu thang căn nhà. Thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ đỏ và lan can mình được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp. Và đối diện mình có một cái tủ rượu cũng được các chị nhà đóng sẵn và đi hệ thống đèn led rất là đẹp và những mảng cây xanh trang trí cho căn nhà. Và di chuyển đến khu vực phía sau mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì bên trong không gian phòng bếp cũng được các chị sắm sẵn, mình có một bộ bàn ăn 6 ghế được các chị sắm sẵn tặng kèm. Tủ bếp kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là đẹp. Và không gian phòng bếp cũng được anh chị ốp gạch, ốp nhựa hoa văn đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ. Và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại kiến trúc mới năm 2023 với phong cách bên ngoài tân cổ điển, bên trong rất là hiện đại. Và đây là khu vực phía sân sau căn nhà, sẽ có một cái khoảng sân ở phía sau khoảng hơn 1m để mình lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Và mình có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, phòng bếp ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp của căn nhà để di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng căn nhà mình. Căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp và chỉ với giá 5 tỷ 400 triệu đồng. Còn thương lượng thêm một chút thì khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm tại trục đường Hào Huy Giáp thuộc phường 10 thuộc phường Thạch Lộc, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và trong khu này thì mình có khoảng 30 căn thì đã bán được tầm có khoảng độ 10 15 căn rồi. Chỉ còn là sót lại vài căn nhà. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tín xin chọn căn nhà đang được các chị nhà rất là kẹt tiền, cần tiền, cho nên là anh chị giảm giá.
chỉ có 5 tỷ 400 triệu đồng. Còn thương lượng thêm một chút, quý nhà sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Đây là khu vực không gian tầng lớn căn nhà. Thì mình sẽ có bộ bàn ghế sofa đã được anh chị di chuyển xuống phía bên dưới rồi. Cho đây là bên trên này anh chị đang để trống, và nếu gia đình mình có nhu cầu để xe hơi, mình có thể di chuyển bộ sofa dưới tầng trệt lên khu vực phía bên trên tầng lớn này. Còn nếu gia đình mình chưa có nhu cầu thì đây mình cũng thể làm phòng ngủ, phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung của gia đình, rất là thuận tiện. Chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu là khách hàng sở ngay cho mình căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Khu nhà lầu điện âm rất là cao cấp, thuộc đường Hào Huy Giáp, thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại trường cao đẳng điện lực, cũng như là sát bến xe ngã tư ga, cầu vượt ngã tư ga. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng độ 25 phút, và mình về sân bay tầm cỡ khoảng 15 phút. Với trục đường Hào Huy Giáp băng qua trục đường Nguyễn Oanh là mình về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là mình về trung tâm của thành phố. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà, thì đến không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà mình. Mình sẽ có đầy đủ nội thất được các chị sắm sẵn tặng kèm, như mình có giường rộng lên đến 1m8, có chăn ga, gối nệm. Cũng như phía trước mình có ban công, cửa sổ mở ra bên ngoài, thì gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và chỉ với giá 5 tỷ 400 triệu đồng. Và còn thương lượng thì trong khu này, nhà đất Hoàng Tín đang có 2 căn đang được các chị rất là cần tiền giảm giá. Cho nên là chỉ với giá 5 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng một chút xíu, quý hàng lựa chọn cho mình 2 căn nhà giảm giá nằm tại khu vực này. Và chỉ với giá từ 5 tỷ 400 đến 5 tỷ 800 còn thương lượng. Và quý hàng có thể lựa chọn cho mình bất kể trong khu này có những căn nhà nào đẹp, thì chỉ có giá từ 5 tỷ 4 đến 5 tỷ 8 thôi. Cho nên là quý hàng đang có nhu cầu, đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà đẹp, thì hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đó hàng đi xem. Với căn nhà mình thì được thiết kế mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và với căn nhà chỉ hơn 5 tỷ một chút xíu, với một cái thị trường bất động sản đang đóng băng giữa thời điểm tháng 6 năm 2023 thì đang được rất là nhiều anh chị kẹt tiền giảm giá bán gấp để trả nợ ngân hàng. Cho nên là anh chị đang đao chung một cái giá rất là mềm để khách hàng có thể lựa chọn cho gia đình, anh em, bạn bè mình căn ý căn nhà ưng ý tại thời điểm khó khăn cũng như là của mùa kinh doanh bất động sản này. Với căn nhà chỉ hơn 5 tỷ thôi, vị trí đất ở khu này thì cũng đã rơi vào tầm của 3 tỷ rưỡi đến 3 tỷ 8 một lô rồi. Cho nên là xây căn nhà này lên thì thật sự nếu ra tính ra lãi suất ngân hàng thì anh chị bán lỗ, nhưng mà vì kẹt tiền quá nên cũng đành phải bán thôi. Cho nên là quý hàng đang có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà giá rẻ tại thời điểm này, thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Với căn nhà mình thì được thiết kế full nội thất, mình sẽ có 2 phòng đã được anh chị đóng sẵn, và 2 phòng phía trên này thì chị đang để trống để gia đình mình có đồ dùng tại nhà, thì mình có thể mang tới mình lắp ráp sử dụng, hoặc là nếu gia đình mình có nhu cầu cần đóng thêm thì chị hỗ trợ cho gia đình mình đóng thêm cái phần 2 phòng phía bên trên này. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực phía trên là khu vực sân thượng căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Hào Huy Giáp, thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay trường cao đẳng điện lực, và cách quận Gò Vấp tầm cỡ khoảng 5 phút đi xe gắn máy thôi, và cách trung tâm thành phố tầm cỡ khoảng 25 phút, và cách sân bay Tân Sơn Nhất tầm khoảng 15 phút. Thì quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và nằm sát trục đường Hào Huy Giáp, chỉ cách trục đường Hào Huy Giáp tầm cỡ khoảng độ 70m thôi. Có một cái khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp này, với con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 12m, hai bên có vỉa hè mỗi bên 3m, và phía ngoài là trục đường chính đường Hào Huy Giáp và là khu nhà lầu đồng bộ mà hôm nay nhà đất Hoàng Tín đang quay video để giới thiệu đến khách hàng. Thì phía bên trên sân thượng mình sẽ có một cái khoảng sân ở phía bên ngoài để mình vui chơi và hóng mát,
Bên trong thì mình sẽ có một cái khoảng không gian để làm phòng thờ, và phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng sân để mình phơi đồ, được anh chị chủ nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng, và bên trên cũng được lợp mái và là có làm cầu thang để đi lên bên trên sân thượng căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.